Ừ. Antonio sai nè. Podiaki ra. Ra đây. Ôi giời. Ờ bây giờ là để cho các bạn đi đi, các bạn đi làm giá với nhau nha mọi người nhá. Là các vị bảo là đi ra ngoài đấy để nói chuyện giá với nhau cho kín. Ở đây là còn mấy cái ông tắt cỏ đi cùng mà. Akin ấy. Ok, xin chào mọi người nhé. Mình Quyết Bông đi tù đây. Hiện tại bây giờ đang đi làm nhân viên đo đất đây mọi người ạ. Đo đất. Đang đi đánh dấu, đánh mốc. Do cái mảnh đất này khá rộng mọi người, khá rộng cho nên là phải đo bằng GPS. Các bạn ấy dùng thước không đo được. Và đo như thế nào, đo để làm gì thì mọi người chờ một chút nhá. Ok, aquí ya pronto. Vamos otro. Otro sitio. Bateu quanto? Ainda não, conta ainda. Só que me di primeiro. Pica primeiro. Depois vamos que conta. Entendi, né? Ponto, já. Já, vamos já. Đấy, hiện tại mình đang cùng Antonio Maria đi đo đất cái chỗ mảnh đất này khá là rộng. Bữa nay là đang đi làm nhân viên nhà đất rồi đây. Y entra la última. Yeah. Aquí. Rồi, mới đo được điểm ngoài này thôi, tí nữa đi kia đo tiếp. Você entra ali. Você entra primeiro, eh? Você, quem tem katana? Chủ đất là ở trên Luanda, mọi người. Chủ đất ở trên Luanda về đây để bán cái mảnh đất này. Trước có ông em của chủ đất ở đây thì bảo là có bán, thế nhưng mà hẹn ông chủ đất mãi. Thế bữa vừa rồi, hôm qua chủ đất mới từ Luanda xuống dưới này được. Thế nên là hôm nay mới đi đo đất được. Mà bây giờ chưa biết hiện tại là mảnh đất này người ta bán bao nhiêu cơ. Bây giờ cứ đi đo đã mà không biết là rộng bao nhiêu. Bản thân các bạn ấy không biết là rộng bao nhiêu vì là đất của bố mẹ để lại ấy mọi người. Đây là Antonio với Maria là từ sáng giờ hì hục đi đo. Thế nhưng mà không làm được, không đo được. Bởi vì là trong kia nó lắm, nó rậm rạp quá không đo được. Thế là phải gọi cầu cứu mình xuống để mình đi đo bằng GPS. Bằng điện thoại. Bố định ra. Bố đi. Ra mũi tù su rù này. Antonio đã đi. Ra, để cho mọi người đi trước đi. Dạ, có ra đây kia, bác công tác đây kia. Mấy ông chủ đất này là ở trên Luanda xuống, nên cho nên là chắc là cũng hơi bị ngại bẩn, ngại đấy. Nếu mà tới sao còn... Thì chương trình như mình đã nói với mọi người từ trước đấy. Nếu như có điều kiện, thì ở đâu có bán đất, thì... chủ trương vợ chồng Antonio sẽ mua mọi người. Chúng ta sẽ cố gắng mua được đất, mua được nhiều nhất có thể. Mặc dù là có nước hay không có nước thì càng tốt. Chúng ta vẫn cố gắng là tìm những cái mảnh nào có nước. Thế nhưng mà không có nước cũng chẳng sao cả. Đấy, thế là chúng ta hôm nay là đi xem mọi người, đi xem. Dạ, vamos já no até no rio. Bướm này. Dạ, dạ. Bướm này. Mùa này ở bên Angola rất là nhiều bướm với ong nha mọi người nha. Nghe chừng cái mảnh đất này khá là rộng ấy. Thấy Antonio bảo là đo mặt đường đã hơn 100 mét rồi. Thấy xa lắm. Thấy bảo đến tận chỗ suối cơ mọi người ạ. Điểm cuối là chỗ suối. Đấy. Mà mua được cái mảnh đất này thì ngon lành quá luôn đấy mọi người. Chúng ta xem là đo xong người ta giá cả vào bao nhiêu. Lúc đầu là mình không xuống dưới này mà để cho vợ chồng Antonio tự làm việc, tự đo. Bởi vì là để tránh cái vấn đề là người ta thấy mình là người nước ngoài có ý định mua đất ấy, thì người ta sẽ đưa ra giá cao. Thế cho nên là mình không xuống, mình để cho vợ chồng bạn ấy làm. Thế nhưng mà đến giữa chừng, đến bây giờ là giữa trưa rồi. Các bạn ấy không thể đo bằng thước thường được. Thế cho nên là các bạn phải gọi mình xuống để sử dụng GPS đo mọi người ạ. Chủ đất cũng rất là nhiệt tình bán vì là người ta đi từ trên Luanda xuống ấy. Đất này là đất do ông bà, bố mẹ của người ta để lại.
Thế xong rồi là người ta không ở đây nữa, để lại cho ông em ở đây trông. Thì người ta đi lên trên Luanda người ta sống. Thế là đến bây giờ người ta bán thì người ta đi về đây thì người ta gặp mình để đo đạc, tính toán thì bán. Não, esse que fala um mau já. Caro. Bây giờ là mình đang đi vào trong chiều sâu, nhưng mà chiều sâu của đất. Ngô ở đây này, người ta đang trồng đây này. Ở đây cũng có trồng theo hàng, theo lối đấy. Thế nhưng mà mùa này, này không có thu hoạch cho mọi người đây này. Sắn này, cũng có lên luống đấy chứ. Mùa này các bạn đi vào trong khu vực nương rẫy thì người ta ngán nhất là cái việc mà cái đậu mắt mèo. Nó rất là ngứa, là người ta rất là ngán đi vào. Mas será é veneno? Não dá comer? Não sei, não dá ninguém comer. Isso quando ele se tocou. Sim. Bây giờ mình đi đánh dấu từng điểm, xong tí nữa đi ra ngoài kia ngồi đo mọi người ạ. Vì không biết chính xác được là bao nhiêu mét. Entra muito, né? É, bué. Đi vào cũng khá sâu cái mảnh đất này đấy mọi người ạ. Khả năng là sâu hơn cái mảnh đất cũ của nhà Antonio. Có được chứ. Mọi người thấy rậm rạp không? Đi vào rậm rạp không? Nó chỉ có một con đường để đi thôi. Tipo ali em cima. Ai, já. Vi vào sâu phết đây. Mas essa terreno direito? Já. Olha, uma casa boa na canhota. Đây, đi vào đây mọi người. Vào chỗ này thì nhiều cây cối hơn, mát hơn này. Cây cọ rồi là cây xoài rất là nhiều ở khu vực này. Thì nãy giờ chúng ta đi vào cũng sâu sâu được một tí rồi. Chắc là được khoảng tầm hơn 100 mét đi sâu và được sâu vào rồi. Chậm rạp. É, é 1,5 litros. É. É. Đi vào trong này đúng như rừng luôn. Vào trong khu này đúng như rừng luôn. Mình nghe các bạn ấy nói là kết thúc đất là chạm vào cái con suối mọi người, chạm vào cái suối. Cái suối đấy là suối bắt nguồn chảy qua đất chỗ Tony Phong. Essa preguiça deles mesmo, se não aqui. Quando nós vamos fazer carvão com o Ivan? Já tinha muito tempo que só viemos cartar água aqui. Está rộng phết đấy. Sim. Aqui já riu. À, đến chỗ suối rồi mọi người. Aí tem bastante desvio, né? Sim, sim. E aqui ele entrou mais para lá. Não, você só precisa marcar onde que termina. Sim, no ponto. Sim, vou que meter na ponto. Já, põe no rio, mete põe no rio. Já. À, đây có cái suối chảy qua này. Era só para tomar luz. Đúng vừa chạm suối luôn. Ê, chỗ này suối đá. Essa ponto não é essa pau. Ainda tem terra ali. Não, essa parte do você vende. Aqui, começa aqui ou começa lá? O quê? Aqui, começa aqui. Começa aqui. Aqui. A largura? Sim, assim, vai assim. A largura é dali para ali. Nós aqui só queremos achar o comprimento. Isso, sim. Agora aqui é só para medir assim. Da estrada até aqui. Dali já está. Sim. É. Agora queremos achar daqui para aquele ponto. Quantos sim, metros sim, tem? Sim, sim. É. Mas é última de outro ponto onde ali?
Sí, es Magdalí. Magdalí no entra. Ah, ok. Sí, sí, no queremos estar aquí. Ali tem. Então também precisa passar lá, não é? Tem que passar lá. E para quê? Meter lá mais ponte. Ah, os pontos têm que estar... É Mariana, espera. Aí. Essa, né? Então não sai, né? Pode ir aqui já. Já dá. Pois é. Correga muito. Essas pedras aqui. Ah, você já paga dinheiro para ir lá, já? Não. Lava. Como? Essa é barriguda. Ah, eu também barriguda. É você. Então você divide, já? Já, vamos dividir. Aí, đi vào đo mà cuối cùng này còn bị dính nước này. Essa tava aqui, pessoal. Tá aqui pronto. Ok. Cuidado, é aqui tá nené. Ok, sẽ xong điểm này nhé. Rồi, ok, đây là điểm thứ 3 mà chúng ta đo được nha mọi người nhé. Điểm cuối rất là rậm rạp thì chúng ta không vào được. Thì bây giờ cứ đi ra để đo tính 3 điểm nữa xem thế nào đã. 3 điểm xong là mình giống. Bởi vì là các bạn ấy bảo là đất ở đây nó vuông. Nên là cứ đi ra đi đã. Ở phía bên này toàn là rậm rạp hết, rừng hết. Cho nên là không biết đâu, lúc nào mà lần được. Como? Não, agora. Ah, já? Agora passou já. Ó, bây giờ đi ra nè. Aqui, né? Então vamos indo aqui. Ở đây còn có cái đường đi ở trong đất. Maria. Để chúng ta đi vào trong xem thế nào. Passamos aqui agora aí. Đi vào một tí mà nghe chừng hơi nóng mọi người, hơi nóng. Nay mình mặc áo khoác mà. Tại vì mình đi xe máy thì nó rất là lạnh khi mà đi xe máy, gió nó thổi. Nhưng mà rừng đi vào trong này thì rất là nóng. Mà trời bây giờ thì nóng nữa. Ở bên Angola thì chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất là cao. Như tầm giữa trưa bây giờ thì nhiệt độ ngoài trời như bây giờ thì khoảng tầm 30 độ ấy. Nhưng mà buổi tối xuống tầm 18, 19 độ. Đấy, nhiệt độ trên này rất là cao. Con. Você tem katana, você anda à frente, né? Ela é aqui. Tá aqui. Não é aqui nada, pá. Đất đai rậm rạp quá. Vamos daí, aí. Bây giờ đang tìm đường, mọi người đang tìm đường để đi đến một cái chỗ, cái nhà trước đây mà người ta để có cái nhà, người ta làm ở trên này, người ta dựng cái nhà tạm ở trên này ấy. Thế nhưng mà bây giờ là các vị là cũng quên rồi. Đi xa lâu rồi, quên rồi. Những mảnh đất ở đây là sắn chứ, là thông thường là họ không làm, họ cho người dân thuê từng mảnh một đấy. Thì ví dụ là bao nhiêu mét thì mỗi người thuê để làm. Một năm khoảng tầm 6.000 hay là vài nghìn gì đó. Nghe vẻ thì ngứa ngứa rồi đấy. Trời nóng với xong rồi cọ cái thứ nó xiết. Xin mời. Ở trong cái mảnh đất này cũng có một cái cây to giống như cây nhà Antonio rồi. Malfumera. Bông gòn đấy. Mọi người gọi là bông gòn đấy. Tức là cái mảnh đất này thì có liên quan tới suối nha mọi người nhé. Có liên quan tới suối. Nghe có vẻ khá là rộng.
ở đây như có ai, có ai đã từng ngủ ở đây đây này, có chiếu, có giường đây này mọi người này. Đấy, không biết là có ai vào đây làm. Tempo vu entra aquí. Ta trabalha aquí. Esse é um irmão, é nosso irmão. É? Em trai của ông ấy, em trai của ông vào đây làm mọi người ạ. Para nós achar a direção do quê? Ah, dali, dali, yeah. Tiếp tục đi. Nói chung là cái mảnh đất này là có nước rồi mọi người. Để đo xem tổng diện tích là bao nhiêu. Thế xong rồi là xem là người ta cho giá bao nhiêu. Antonio đang cố hỏi giá rồi, thế nhưng mà người ta chưa biết bao nhiêu mét cho nên là người ta không có đưa giá. Sim, quer dizer tá permitido mesmo. É mesmo. Aluga por qualquer cozinha, não sei o que, pô, não tem nada a ver ele aqui. É só estragar. Hiện tại là chúng ta sẽ đi ra nhé mọi người nhé. Đi ra ngoài kia xong là có mạng, xong là chúng ta tính toán xong là từ ngoài đi vào trong là bao nhiêu. Ở phía mặt đường thì mình hỏi lại Antonio rồi, lúc nãy các bạn đi đo là 150m mặt đường. Còn là chiều sâu thì các bạn ấy không thể đo bằng thước được nữa, cho nên là các bạn ấy phải gọi mình xuống đấy. Bây giờ là dựa vào cái tọa độ đấy thì đi ra ngoài kia mình sẽ đo, nhưng mà có mạng. Trong này nó không có mạng mà. Cái mảnh đất này nhìn địa hình cũng tương đối giống như cái địa hình của mảnh đất của nhà vợ chồng bạn ấy mới mua luôn mọi người. Tương đối giống. Não é essa. Sim, eu tô vendo mesmo aqui tipo tá no meio. Ôi giời, trời nắng quá mọi người. Nắng quá. Bây giờ phải đi ra ngoài. Ok. Mắt mèo. Đậu mắt mèo. Đi lên đến đường rồi này. Rồi, lên trên phía trên đường rồi. Rồi, đi sang bên kia. Oh, está bem cansado. Não subiu comigo. Aqui tem gasosa. Tem gasosa. Ah, você gosta de gasosa? Bem cansado. É montanha. Vem aqui ver. Vem aqui ver. Ai. Essa ponto no rio, já? Ponto no rio. Vamos colocar aqui luz de pet. Colocar aqui. Ah, tá vendo? Aqui já não tem mais sinal. De novo? Eu penso que já guardou aqui. Mas até aqui já não tá. Mạng là yếu mọi người ơi, đi xuống đi trên kia tưởng ấy, đi phải đi qua bên mảnh đất Antonio để lấy mạng. Precisa alguém que vai lá comigo. Mas eu me diz, já me diz lá quase que 290. Tem quanto? 290, quase. GPS só que mais ou menos que 1 ou 2 metros, entende, né? 290? Sim. É pouco. Essa só? Essa é a medida que eu calculei, que eu falei mesmo, 300. Total. É? Total. Já medi aqui, né? Já medi aqui 150, né? 150. Né? Ah, espera. 290? Não, ele, quase. Esse aqui não contou.
Passou um pouco, quatro cutas. Aqui não contaste? Passa quatro cutas. É quatro cutas? Quatro e 300. Ainda bem que você não contou. Essa parte não contaste. É mesmo, só precisa contar assim já tudo. Daqui, porque essa é a que é direito. Essa área toda, bate isso. Sim. Quatro quitais só? Quatro quitais e 300. 300 milímetros. Metro. Milímetro como. Đấy, mọi người, cái mảnh đất này là hơn 4 hectare, hơn 4 hectare. Ê, chờ xem là chủ người ta đưa giá như thế nào nha mọi người nhé. Nên là người ta... Não, já está que já está quase essa está que quase certo, entende, né? Só que mais ou menos de um metro do que do comprimento do comprido só, entende, né? Porque GPS do telefone não está bem certo com que você medir com sim fita metro, não é? Sim, mas aqui curvar você não consegue. Mas que só um ou dois metros não faz mais. 4 hectares, 350, é isso? Agora pagar que gasolina para eu ir embora. Não. Lá para de que. Exatamente. Ele tem que pagar. Não, mas agora não tem dinheiro para ir. Rồi để bây giờ để xem các bạn đi nói giá chuyện với nhau xem thế nào. Já você pode conversar do que é preço já. Já. Vá. Tá aqui, né? Já, você pode conversar do preço. Não. Então melhor conversar, já? Já. Vamos conversar. Conversar já. Não, é para vamos conversar. 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 Nói chung là người ở trên thủ đô cho nên người ta cũng thông minh hơn, nhanh nhẹn hơn mọi người. Cái gì buôn bán người ta cũng chặt chẽ hơn. Thế xong rồi là người ta cũng cẩn thận hơn ý. Đấy, đi tận ra phía xa kia để nói chuyện bàn bạc nhé. Micro thì đang cùng với Antonio nhưng mà không biết là đến tầm đấy thì có nghe thấy gì không. Đứng hơi xa, bập bõm không biết là có nghe gì cho mọi người nghe thấy. Các vị đi sâu lắm rồi mọi người, đi xa lắm rồi. Đứng ở tận phía xa xa kia để nói chuyện với nhau. Các vị đứng tận phía xa xa kia nói chuyện với nhau. Ở đây thì không nghe gì mọi người, cái mic kia cũng không kết nối, đi xa nỗi mà cái mic không kết nối được nữa rồi. Đây, giờ quyết ngồi nghỉ tí với mấy cậu này. Mấy cậu này là cũng con cháu nhà các bạn, đi đến để phát cỏ thế nhưng mà không phát được. Nó nhiều cái độ mắt mèo quá, không chơi được. Cuối cùng thì vẫn phải nhờ cầu viện. Mình đã không muốn ra mặt rồi, thế nhưng cuối cùng là vẫn phải ra mặt đi đo đất cho các bạn đi. Khổ vậy đấy. Trời thì nắng, khá là mệt. Không biết là các vị có ngã giá được ok không, biết là nói bao nhiêu không biết. Hiện tại thì các bạn đi nói chuyện giá cả xong rồi. 5. Cinco. Não estava muito caro. Bem caro. Nós tentamos baixar 3,5. Ele falou 4,200. O último mesmo, só 4,200. Yeah. Chủ đất đòi giá hơi cao mọi người. Chủ đất đòi giá hơi cao. Đòi giá cao hơn là cái mảnh đất nhà Antonio mua đây mọi người ạ. Cao hơn rất là nhiều. Đòi 5 triệu quan giác cơ. Với cái mảnh đất này. Nên là giá như thế chắc là không ấy được. Antonio bảo giá xuống thì họ không đồng ý. Você pediu mais quanto? 4,200. Ele falou como? Ele falou só aceita. Último 4,200. 4,200 levamos nós. Nós só preparamos 3,5. Que temos só mesmo 3,5 só. Mas ele falou não. Só mesmo. Então, dessa ele pensa mais, entende, né? Dessa ele mais pensa. Đấy, mọi người, đây là mảnh đất thì cũng chỉ là
gấp có 3 lần ở mảnh đất nhà Antonio. Thế nhưng mà đòi giá 5 triệu, mảnh đất giá nhà của nhà Antonio mua chỉ có 1 triệu quan thôi. Thế bây giờ là chủ đang đòi giá hơi cao. Thế để cho các bạn đi làm việc tiếp như thế nào nhé. Hôm nay cứ tạm thời biết là hôm nay mảnh đất các bạn đi xem là có suối, có nước, khá là ok, khá là khả quan mọi người ạ. Thế nhưng mà chúng ta vẫn phải chờ mọi người, chúng ta vẫn phải đợi có một cái giá hợp lý thì mới mua được. Chứ còn nếu như người ta đòi giá đắt quá không thể mua được mọi người ạ. Cứ để cho các bạn xem nhé. Chờ đợi. Rồi, có thể là video này sẽ kết thúc ở đây đã. Để tình hình các bạn đi tiếp tục nói chuyện với nhau chắc là phải mất 1-2 ngày nói chuyện đấy chứ không phải ít đâu. Ok, khá là mệt. Bye bye mọi người nhé.